6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rồi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ráng ngồi thẳng lên ha, bắt nhìn nhìn thẳng lên, nhìn thẳng lên đúng rồi, ráng giữ vậy đó bác ha. Chứ thôi mình bị lại cứ càng lúc nó không, nó kéo 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 bắt suốt, càng lúc càng khòm hơn nữa. Rồi thẳng Cái đó mấy lên, pound vậy anh? dạ Cái đó mấy pound vậy? một hàng Một pound. thẳng cái đầu gối ra, thẳng đầu gối ra. Ở nhà mà anh muốn tập với bác anh đi ra ngoài mấy cái chỗ bán thể thao nó có bán. Một, thẳng cái đầu gối ra, thẳng ra nhìn. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Thẳng lên. Cái hình đó bác thấy mấy hình của bác là thẳng nè đó. Rồi bây giờ bác thẳng mà bác không. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Năm cái nữa. Mười một, mười hai, mười ba, 14, 15. Rồi. Rồi thẳng lên, kéo vô, hít vô, thở ra, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hít vô. Chậm lại, chậm lại, chậm lại, rồi nghỉ cái tay một chút, cái lưng bác rồi thẳng ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Chậm lại, chậm lại. Rồi, thân lưng đi bắt, lưng đi về. Lưng, 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 ha. Hít vô. À, thẳng lên, mình dơ lên để cho người mình thẳng lên. Hai. Ba. Bốn. Hít vô nè, dơ lên, hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít. À, làm vậy để cho bác ngồi càng lúc càng thẳng hơn, nhớ để mình thẳng người mình ra. Rồi nâng cái tay nghỉ chốt ha. Rồi đứng lên cho bác chồm tới, thấy dễ hơn chút ha. À, mà anh kiếm cái ghế mà có hai cái tay vịn nữa thì nó càng dễ hơn, nó dễ hơn mà nó an toàn hơn. Tại vì nó an toàn hơn là khi mà bắt dịnh. À, ví dụ như ngồi xuống vậy thì mình muốn họ đưa. Rồi, ngưng đi. Ngưng, 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 nhìn lên ha. Bắt cầm ngồi xuống chút, nghỉ chút. Giỏi quá. Bắt biết hôm nay thứ mấy không? Thứ năm. Hôm nay thứ năm chọc.
hay quá. Bác mà tập dược thường xuyên, ăn uống cho nó tốt, bác còn hơn nữa. Tập những cái động tác con chỉ. Rồi thứ hai nữa, phải vấn đề giữ gìn an toàn cho bác. An toàn hôm nay đi bộ là phải đi bằng cái này. Anh ráng kiếm cái ghế đó ha. Kiếm cái ghế có thằng. Rồi tay vịn sang đây. Đứng thẳng người lên. Đó, đứng thẳng, ráng giữ thẳng vậy nha. Nâng cái đầu gối lên vậy cho con. Một, đứng thẳng lên. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, đặt nhẹ nhàng xuống thôi. Đến chân bên kia. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Thôi mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ha. Bước chân lùi ra cho sát vô. Rồi từ từ bắt giơ tay ra. Giơ tay ra làm sao? Rồi từ từ ngồi xuống. Từ từ ngồi xuống bác. Cái cổ của bác đó, em nói muốn giúp mà cho nó thiệt là tốt á, thì thứ nhất là cái vấn đề nằm. Thứ hai, bộ chút xíu con coi thử nha. Nè, bác. Ok. Bình thường bác ráng chống ít nhất một cái tay trên cái ghế đó, thì nó có cái thế hơn ha. Rồi, bác đi bằng cái này nhưng mà bác nhìn lên cho con coi thử. Ráng nhìn lên. Đây. Chỗ này hơi chập. Chỗ này á, mà nó chập vậy á, thì anh mà anh nhà đó, anh lấy cái đồ mở ốc. Cái nè, mình cũng lấy tay mình giúp được. Thấy phải nè, ta có thấy không? Ta bắt nghiêng bên nào là bên kia nó cứng nhắc rồi. Rồi lắc đầu qua trái nè, cái này là lắc nè, xoay nè. Đó. Xoay nè, rồi bên kia xoay nè. Đó. Thì mỗi ngày mình phải làm chút chút vậy đó, thì những cái cơ bắp này của bác á, thì từ á, nó mềm ra. À, chứ nó không có mềm ra đó. Rồi từ từ bắt nhìn lên thêm cho nó mạnh lên nữa đó, thì không sao thay đổi được cái này hết.